tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Trấn Thành bất ngờ mang cả ba lô tiền lên sóng truyền hình chỉ vì muốn làm điều này. Mới đây, một đoạn clip quay lại cảnh hậu trường chương trình Hát Mãi Ước Mơ tập 5 đã được phát sóng trên kênh YouTube của chương trình. Đây là những cảnh không được lên sóng truyền hình. Trong clip hậu trường là cảnh Trấn Thành, Võ Hà Trâm và Phạm Hồng Phước đang tặng tiền trực tiếp ngay trên sân khấu cho những hoàn cảnh khó khăn. Thông thường các khách mời và giám khảo khác sau khi thông báo tặng tiền sẽ gửi xét hoặc chuyển khoản sau cho nhân vật, thì riêng Trấn Thành lại sẵn sàng đưa luôn tiền mặt. Cụ thể, khi Trấn Thành rút túi để lấy 5 triệu tặng cho chị Ngô Thị Thừa, Võ Hà Trâm có hỏi, anh không cần xét mà cầm tiền mặt luôn hả? Trấn Thành trả lời một cách đầy ẩn ý, xét là dành cho những người hứa mà quỵt, còn tôi có tiền mặt thì tại sao không đưa luôn tiền mặt? Không những vậy, Trấn Thành còn có sẵn rất nhiều tiền mặt để cho Võ Hà Trâm mượn. Sau tập 5, Võ Hà Trâm nợ Trấn Thành đến 25 triệu, nhưng lại nhớ nhầm thành 20 triệu. Cô nói em nợ anh 20 triệu rồi đó. Trấn Thành giật mình nhắc, 25 triệu nha mày, nãy giờ mày vay 15 triệu rồi 5 triệu với 5 triệu nữa. Võ Hà Trâm mới nhớ ra, đúng rồi. Trấn Thành thốt lên, trời ơi con quỷ. Võ Hà Trâm ngượng ngùng nói lộn thôi, làm gì mà ghê dữ vậy. Sau chị Ngô Thị Thừa, Trấn Thành và Võ Hà Trâm, Phạm Hồng Phước lại tiếp tục tặng tiền giúp đỡ anh Phạm Úc. Theo đó, Trấn Thành tặng anh Úc 10 triệu, Võ Hà Trâm tặng 5 triệu, còn Sam tặng 2 triệu, Phạm Hồng Phước tặng 3 triệu. Võ Hà Trâm vì không mang tiền mặt theo nên hỏi vay Trấn Thành 5 triệu. Cô nói anh Thành ơi, anh cứ nghe tiếng em là lấy tiền ra trả giúp em. Trấn Thành lườm Võ Hà Trâm và nói, sao tôi giống cái ngân hàng quá vậy? Sau đó anh không ngần ngại móc túi ra lấy tiền đưa cho Võ Hà Trâm. Sam thấy vậy liền nhắc Phạm Hồng Phước, anh Hồng Phước có mượn tiền thì mượn luôn anh Thành ơi. Phạm Hồng Phước ngạc nhiên hỏi, ủa, mượn tiền tức là lấy luôn tiền mặt của anh Trấn Thành hả? Võ Hà Trâm giải thích, ý là mình mượn anh Thành, anh ấy sẽ cho mình mượn trực tiếp, rồi về mình chuyển khoản cho anh ấy. Trấn Thành là ngân hàng cho vay nặng lãi. Nói rồi cô quay sang nhắc Trấn Thành, có 5 triệu sao anh đếm lâu vậy? Trấn Thành tay đếm tiền thoăn thoắt, cầm cả xấp tiền trong tay nhưng lại thú nhận, thực ra thì tôi cũng không phải nhiều tiền lắm đâu. Vì số tiền trong túi không đủ nên Trấn Thành liền gọi trợ lý của mình đem ba lô vào. Lúc này mọi người mới biết là Trấn Thành mang theo cả một ba lô tiền đến chương trình để từ thiện. Anh rút ra từng cọc tiền mới cứng, khiến Sam hoa cả mắt. Cô còn chạy tới bầu vào Trấn Thành thì bị nói, con Sam tránh xa tao ra. Còn Võ Hà Trâm thì trầm trồ, anh Thành đem ba lô này đến đây là phải thuê đến 9 vệ sĩ để bảo vệ. Nhiều khán giả xem xong clip đã tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ sự giàu có và hào phóng của Trấn Thành. Sau tập 5, Trấn Thành và Võ Hà Trâm có chia sẻ suy nghĩ về chương trình. Trấn Thành nói, năm nay chương trình có nhiều bất ngờ, nhiều tài năng và nhiều người hát tốt. Bên cạnh đó cũng có nhiều hoàn cảnh đáng thương, còn hơn cả mùa trước. Tôi chỉ hy vọng rằng trong một tập phát sóng thì số hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ khẩn cấp có thể trải đều ra để tôi có thể chia sẻ nhiều hơn đến công chúng. Chứ bây giờ tôi không biết khi nào chương trình sẽ phát sóng đến họ để các mạnh thường quân có thể giúp đỡ được họ kịp thời mà họ lại đang cần tiền gấp để chữa trị. Tôi chỉ hy vọng mỗi điều này thôi. Còn Võ Hà Trâm thì chia sẻ, có những hoàn cảnh mà tôi không thể hiểu được vì sao họ lại khổ đến như thế, khổ cùng cực. Ở những mùa trước tôi không theo suốt chương trình như mùa này, nên đến mùa này tôi thấy có quá nhiều người khổ, bi kịch. Tôi thì không được triệu phú như anh Trấn Thành, tôi mà là triệu phú như Trấn Thành thì tôi cứ cho thôi, không suy nghĩ gì. Nhưng tôi là kiểu người phải cho đi mới hạnh phúc được. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.